chín rồi anh ạ. Bây giờ tôi sẽ bóc này nha. Viên này đi, viên. Bỏ cái này đi. Ủi thơm đấy. Thơm tắc mũi luôn. Bây giờ là 12 giờ. Anh em tôi buổi trưa thì vào trong rừng đi. Thật sự là ở Nguyễn Ngoan rất là nóng nhưng mà vào trong đấy rất là mát luôn. Gì? Gì có gì đâu. Nhưng mà đi học không? Chỗ này không nướng được không? Thôi đi. Đi lên trên đi xem chỗ nào ấy được. Hợp lý thì được. Đi vào vòng bật chạy về nhà nữa. Nướng đây á. Cái này mà câu cả chuối đi đi. Đi ra chỗ kia kìa. Cái góc ngoài kia kìa. Nó vừa dâm mà nó vừa thoáng nướng được. Có chim nữa. Đam bi. Đây con điếu cày của ai đây? Điếu cày đây. Đây nướng giữa kia đi. Đấy chỗ này. Ấy. Còn gì đâu. Đây. Chỗ này lý tưởng ạ, đây. Nướng đây luôn đi, đấy chỗ này này. Đấy. Thấy nhá. Bây giờ cụ em nó chặt được cái cây để làm que xiên thịt nha. Cây là quần câu rồi với Tuấn ạ. Có vẻ đẹp đấy. Nó hơi cong một tí. Ở trên hơi cong một tí. Thôi để chặt làm que nướng thịt đi. Cái này miếng thịt của anh nó to. Không to đâu, vừa mà. Dưới hết đi, ra dốc hết đi. Không được. Kiếm que vừa thôi, miếng thịt. Để mấy cái cành này. Đây đây. Nó phải ngoé như chuột hay sao ấy. Mà chuột đâu, ngoé, thôi kệ đi. Đây. Đấy sang bẻ mấy cái củi đi. Mấy cành khô khô này bẻ xuống đi. Bây giờ chọn những cái địa điểm nào mà nó có cái keo rồi nhá. Rất hợp lý luôn. Sẵn củi. Củi khô không? Thế rồi. Viên này, củi viên này. Để Tuấn làm cái bệ để cái cây để đặt cái thịt xuống. Thịt qua. Cứ để nó tí nó ấy, tí nó giá đồng nó ấy. Nó mềm mà. Sang ướp thì đi sang. Mấy cái đấy này lấy dao ấy Tuấn. Lấy dao chặt chặt xuống được mà. Thì viên chèo đi, viên nó quen với nông thôn rồi. Ê, tước mẹ rồi, đem anh con dao viên này. Rồi, tôi lại được rồi.
Tí nó ấy thì nó cao thì mình sẽ bắt dưới nào. Bên này không chắc nữa. Bên dưới cháy chứ. Rồi cháy đấy. Cháy đâu nhỉ? Cái cả gà đấy. Cả quay. Cây này hơi to đấy, khả năng là hơi to đấy. Đây này. Cái cây khác chưa chỉ. Này. Đừng thái trước đấy nhỉ? Đừng thái. Thái luôn. Tí tí xé. Nướng lâu à, tí xé. Có kéo mà. Kéo lấy bộ canh cứ tầm nữa để tí nó mềm xong rồi mình cắm cây vào được mà. Cái túi sạch, túi sạch. Sạch đấy, túi sạch đấy. Chú ý đi nhá, mặn nha, mình chấm đấy. Không được kẹp vào cho nhanh đi, kẹp trẻ xong một tí không kẹp vào. Lấy một tí nữa, xem tí buông đây vào. Rồi rồi rồi. Hết cỡ đấy. Rồi bây cho vào. Cho giữa kẹp rồi mà. Sang hộ Tuấn đi. Để giữa Tuấn ạ, tí mình còn nướng cho nó vào giữa này. Tầm giữa chứ. Báo lên viết là đào đào. Rồi có thai rồi, sang cầm lấy sang. Thôi, coi đi. Bây giờ chắc nướng chắc phải 30 phút nhỉ. Đến đâu? Tầm đấy. Tầm đấy. Cái ngoài này thì mới được ăn. Tầm đấy mới chín mới ngon. Em thấy nướng hơi cao một tí rồi. Hơi cao thật. Hãy đóng xuống đi. Viên viên lấy ra và đóng rồi cũng sắp gì. Lấy nhiều đây, lấy nhiều lá đây, lấy nhiều lá đây. Một lá thôi, một lá được rồi. Này thoải mái rồi. Tình hình là cho thấp xuống đi, không này sợ lâu chín lắm. Viên lấy dao đập với viên. Lại dao vào tay lại khóc vơ. Cái bé đi viên, thấy cái ngắn như vào không dễ. Dao đâu? Không không sao đâu, cái này chín rồi. Rồi, chín rồi. Cháy cả đi rồi. Cách xào tí. Ôi, xào. Ui, quay mặt này kia xem này. Quay mặt bên kia. Không, quay không. Quay mặt bên kia. Đấy, rồi, in để xem nhá. Nét cái. Ui, được, thơm lắm anh em ạ. Được đấy, lấy cái uống ăn đi. Được. Chín rồi anh ạ, bây giờ tôi sẽ bóc này nha. Viên này đi, viên. Bỏ cái này đi. Ui, thơm đấy. Kéo, ui. Thơm tắc mũi luôn. Ừ, tao người không mua, không có mùi gì đấy. Em thấy nó chín rồi. Tôi kệ cho cái thằng chín. Quạt xin miếng không? Từ đã, cắt từ đã. Cái này là giống... Không, em bỏ cắt cái này đi. Cắt cái cây đi. Đấy, sao nó bỏ hẳn hai miếng thịt ra ngoài đi. Ăn này mới ngon. À? Chín quá nó khô không ngon đâu. Mùi em... Viên đi lấy một cái tàu lá đây. Một lá gì để cho bột canh vậy? Đấy, có rồi.
Lấy thêm một lá nữa để miếng này vào nhìn rớt ra đấy. Không cần đâu, cứ đặt xuống. Mình dân quê. Nướng này ngon, nướng này ngon, đảm bảo. Ui. Rồi đấy, cắt cắt ra đi. Không vứt để đấy. Dao đâu. Cắt ra đi. Cắt được không? Cắt được. Kéo cùn đấy. Kéo này chuyên cắt ấy, cắt giấy chùi đít đấy. Ui rồi. Đấy, chín mà ta ăn tầm này mới ngon. Lọc đào, lọc đào. Đúng rồi. Cái này nó mới đào. Cắt từng miếng này. Anh bia làm mà phải để cái ống bia ở đây. Cho bộ đổ canh đi. Đổ ừ, canh, đổ chỗ xuống. Này. Cắt 8 miếng. Hôm nay anh em tôi có cả bia đấy nha anh em nha. Đây. Bia với thịt nướng giữa rừng. Đấy, ngon đấy. Rồi, ngon đấy. Thành viên cái tay. Chỉ như chưa chín. À, biết rồi. Không, ăn nó mới ngon. Nó cắt cái, chặt cái gì vậy? Dòng que, 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 cắm cắm. Không cần que đâu, cầm que tay. Que đàng hoàng nó sạch sẽ. Không, cầm tay ăn ngon, nó mới dân dã. Cầm tay thì anh cứ cầm tay rồi cắt nó đi, đừng để làm thế. Ừ, em cứ cầm tay thoải mái đi, không sao đâu. Bỏng á. Rồi cắt linh tinh ra đi, không sao. Ấy cắt cái mỡ với nạc đi cùng nhau không tí khó ăn. Mỡ liệu ăn được. Liệu đâu ăn được mỡ. Đúng rồi đấy anh em, cắt cái... Để nó có ra bé bé đi vì sái là dễ. Nhìn tẩm. Thế này thôi. Cắt nốt nó miếng này nữa. Đấy, to hồng đào, hồng đào, hồng đào, hồng đào. Đâu xin phép tất cả anh em nhá. Ưu tiên ông quay phim một miếng trước rồi này. Cắt ra miếng nhỏ nhỏ đi. Cắt, đấy, cắt. Đây. Chấm từng ớt đây nha, từng ớt này. Ít chấm lên đây. Thôi chấm ăn ít thôi. Đây. Rất là thơm luôn anh ạ. Xin mời tất cả anh em nhá. Thử miếng nhá. Ngon lắm. Ngọt ngọt, được. Đau bụng không anh? Không, nướng này ngon. Lòng đào. Ngọt ngọt được. Xem tìm ít lá. Mở biên, mở biên đi, viên mở biên đi. Bị lá mùa lâu tay. Mở biên đi sao? Thôi tụi tôi này, mở bia đi. Rồi. Mở đi em. Rồi, ok. Được chưa? Ok, phải có mẹ ớt chứ. Mang ớt đi tẩm vào ngon. Xin chào anh em nhá. Năm mới như gì năm mới thì chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe này. Hạnh phúc, kiếm được nhiều tiền nhá. Nào, vui tất cả anh em. Mùa mới nha. Quá ngon. Thử miếng nha. Ăn miếng dai cũng ngon. Ăn đi anh em. Miếng này mới ngon này. Bì nó chấm tương ớt. Đây. Rất là thơm luôn. Người da. Da cháy ngon. Ngon. Ờ. Đấy mà quên. Đấy. Tôi sẽ ăn miếng vừa nạc vừa mỡ nhá. Chấm ít tương ớt. Đấy. Nghe cái. Ừ, ăn miếng thịt nạc mới răng à. Đây. Nó vừa chín tầm này mới ngon. Đấy, kiểu nó còn nó hơi đỏ đỏ. Nước nước này ngon. Không đỏ nhưng mà nó chín rồi nhưng mà nước nước mới ngon chứ còn mình nướng khô nó không ngon đâu. Nướng khô thì vịt chứ gà nướng khô. Ừ. Mấy anh em nhá. Ngon tụt lưỡi luôn. Ngon quá. Lưỡi đi. Uống đi. Cái nào uống đi. Lượt cái này cắp thịt luôn đấy. Chắc là bây giờ tôi phải tạm dừng video thôi. Ngồi anh em ngồi nhậu tiếp. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.